Chuyện về bà Nguyễn Thị Năm, người phụ nữ yêu nước bị bắn chết oan nghiệt trong cải cách ruộng đất. Tôi ngập ngừng gõ lên cánh cửa một ngôi nhà ở đường láng, ngập ngừng như động thái của người có lỗi. Lỗi vì mình đã quá muộn, lỗi vì sự lừng khừng, chần chừ, rung rắn. Thực ra, nhiều năm trước, có lần tôi đã tìm đến ngôi nhà 117 Hàng Bạc, nhưng người chủ ngôi nhà cho biết người mà tôi cần tìm không có ở đây và không biết đã chuyển đi chỗ nào. Những ngại ngại lẫn sợ sợ, nỗi sợ vô cớ và bầy đàn ấy đã khiến dài mãi thêm những lừng khừng cùng rùng rắn. Người tôi cần tìm là ông Nguyễn Hanh. Ông là thành viên trong cụm danh từ Cát Hanh Long. Cụm từ ấy từng ám vào tâm trí không ít người của một thời, một thuở. Ông Nguyễn Hanh là con trai trưởng của bà Nguyễn Thị Năm tức Cát Hanh Long, người đàn bà đầu tiên bị bắn oan trong cải cách ruộng đất. Nhưng lần này, sau khi gặp một người, tôi đã quyết dẹp đi sự rùng rắn đó. Người ấy là ông Lưu Văn Lợi, thư ký riêng của ông Lê Đức Thọ. Chuyện của nhà ngoại giao kiêm thư ký của ông Lê Đức Thọ thoáng đưa tôi về những xa xăm. Những Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt cùng nhiều yếu nhân của đảng, của mặt trận Việt Minh từng qua lại được che chở ở ngôi biệt thự bề thế ở ven hồ Thiền Quang. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, lại cũng những đấng bậc ấy, cùng nhiều yếu nhân của đảng, của chính phủ, cũng nhiều dịp tá túc qua lại sinh hoạt ở khu đồn điền Đồng Bẩm, vùng Thái Nguyên. Chủ những cơ ngơi, những biệt thự cùng khu đồn điền ở Đồng Bẩm ấy là bà Nguyễn Thị Năm, thường gọi là Cát Hanh Long, tên một hiệu buôn nổi tiếng ở Hà Thành, Hải Phòng. Chuyện bà cùng chồng thuở hành vi ăn chắc nhịn thèm, lao tâm khổ tứ với khiếu kinh doanh cùng năng lực thương mại vượt trội đã gây dựng nên cả một cơ ngơi đồ sộ, là cả một câu chuyện dài. Nội việc bà kinh doanh hai thứ hàng nặng nhất và nhẹ nhất ấy là tơ và sắt thép nổi tiếng ở Hà Thành và Hải Phòng cũng đã có lắm chuyện như là giai thoại. Người nữ nhi giàu tiền bộn bạc ấy lại sẵn tấm lòng son với đất nước. Thời gian trước năm 1945, những căn biệt thự của bà ở Hà Nội và Hải Phòng là nơi đi về liên lạc của Việt Minh. Hai người con trai của bà Năm đã được giác ngộ, được bí mật lên chiến khu. Khó kể hết những đóng góp của nhà tư sản ấy cho cách mạng. Từng ủng hộ Việt Minh trước cách mạng tháng 8, 20.000 đồng bạc Đông Dương, tương đương 700 lạng vàng. Rồi sau này là thóc gạo, vải vóc, nhà cửa. Bà là một trong những người đóng góp tiêu biểu nhất của tuần lễ vàng ở Hải Phòng với hơn 100 lạng vàng. Một sự kiện vô tiền khoáng hậu ấy, khi ấy đối với một nữ nhi thường tình là bà đã ngồi trên chiếc xe ô tô của nhà treo cờ đỏ sao vàng từ Hải Phòng lên thẳng chiến khu qua thành phố Thái Nguyên, nơi quân Nhật còn chiếm đóng, đến Đồng Bẩm, Đinh Cả, Võ Nhai để báo cho con trai và các đồng chí của mình tin Hà Nội đã giành được chính quyền. Sau thời điểm kháng chiến toàn quốc, bà trao chiếc búa cho đội tự vệ phá hoại để làm cái việc san bằng địa khu biệt thự Đồng Bẩm, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến. Sau đó bà là chủ tịch Hội Phụ Nữ tỉnh Thái Nguyên và khu đồn điền Đồng Bẩm, từng nuôi ăn cho một trung đoàn vệ quốc quân trong một thời gian dài. Tiếc thay, phát súng đầu tiên của cải cách ruộng đất lại nhằm vào một phụ nữ, người đó là bà Nguyễn Thị Năm. Bà bị bắt, bị đấu tố với tội danh tư sản địa chủ cường hào gian ác, rồi bị lôi ra pháp trường. Sự kiện bi thảm ấy diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 29 tháng 5 âm lịch năm 1953, khi bà vừa 47 tuổi. Tôi chợt nhớ đến một văn bản, đó là lời chứng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 10 tháng 11 năm 2001. Bà Nguyễn Thị Năm, tức Cát Hanh Long, là một địa chủ có tinh thần yêu nước, trong kháng chiến đã từng giúp đỡ bộ đội. Bản thân tôi và Đại tướng Nguyễn Chí Thành có lúc đã ở lại nhà bà. Trong những buổi họp sửa sai, chính Bác Hồ, đồng chí Trường Chinh và đồng chí Lê Văn Lương đều cho rằng xử trí bà Nguyễn Thị Năm là một sai lầm. Tan tác một mái ấm, cánh cửa canh hộ ở đường láng mở ra. Trước khi đến đây, trĩu trong tay là một tập giấy tờ. Tờ đầu tiên có những dòng: Hà Nội ngày 27 tháng 4 năm 1998. Kính gửi ông Chủ tịch Quốc hội. Chúng tôi là con trai, con dâu của bà Nguyễn Thị Năm, tức Cát Hanh Long, tên là Nguyễn Hanh, và Nguyễn Cát, tức Hoàng Công. Ông Hoàng Công đã mất do tai nạn năm 1989 và vợ ông Công là Đỗ Ngọc Diệp xin gửi đến ông Chủ tịch Quốc hội một việc khẩn. Trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi đã có nhiều đơn thư gửi đến các cơ quan có trách nhiệm, các cấp chính quyền từ xã trở lên đến trung ương, cùng Tổng Bí thư xin xem xét việc khen thưởng cho mẹ chúng tôi theo nghị quyết 28 CP ngày 29 tháng 4 năm 1995. Nghị quyết về, nhưng cho đến nay chưa được cấp nào trả lời. Và bây giờ là tháng 8 năm 2013, ngoài lá đơn gửi ông Chủ tịch Quốc hội là Nông Đức Mạnh năm 1998 ấy, còn hơn 20 lá đơn khác gửi cùng nội dung đến các đời thủ tướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội từ năm 1995 đến nay vẫn chưa được cấp nào trả lời. Tiếp, tôi là chủ nhà, ông Nguyễn Hanh, năm nay tròn 90 và vợ Phạm Thị Cúc, 86 tuổi. Bà Cúc ngó còn minh mẫn, ông Hanh đi lại đã phải có người dìu. Sự tháo vát, hiếu thảo của ba người con của ông bà đã vượt thoát cho cả nhà bà cùng bố mẹ ra khỏi căn hộ chật chội, tù túng, ẩm ướt, kế ngay nhà vệ sinh công cộng ở 117 Hàng Bạc. Tôi xin phép được lên gác thắp hương cho cụ Nguyễn Thị Năm. Nghiêm ngắn trên bàn thờ là bức chân dung hiếm hoi của cụ bà Nguyễn Thị Năm còn sót lại. Khăn vấn, tóc đen, nhưng nhức chải ngôi giữa, nét mày và miệng thanh tú, ảnh cụ bà chụp khi hơn 40 tuổi, tướng những người phụ nữ có cung mệnh ít phu vượng tử. Ông cụ không may bạo bệnh mất sớm, trước năm 1945. Một mình cụ bà, những đảm lược thông minh tháo vát chèo chống đưa con thuyền Cát Hanh Long qua bão tố thác gần. Qua bao tao loạn, đổi thay của thời cuộc, trên trang thờ kia bà vẫn mãi mãi trẻ trung. Bà vẫn mãi mãi trẻ trung, vẫn mãi mãi tỏa cái ánh nhìn sắc sảo bao dung xuống hậu thế. Bên phải là tấm hình cụ ông ngó trẻ trung. Ban nãy đến nhà tôi mới rõ hết cái thương hiệu Cát Hanh Long nổi tiếng ở Bắc Kỳ. Cát là tên người con trai thứ hai, thời gian hoạt động bí mật có tên là Hoàng Công, từng là trung đoàn trưởng thuộc sư 308. Hanh là người con trai cả, Long là tên cụ ông, quê gốc ở làng Đại Kim Thanh Trì, Hà Nội. Tuổi tác, tật bệnh, có thể một lúc nào đó hơi lẫn như cụ bà phàn nàn. Nhưng khi nhắc đến những ngày tháng 8 năm 1945 là trí nhớ của ông thoắt như được ánh sáng diệu kỳ nào đó của quá khứ rọi soi. Cụ cứ vanh vách từng chi tiết buổi sáng ngày 25 tháng 8 năm 1945, đoàn xe của ông Trần Huy Liệu thay mặt cho chính phủ lâm thời cùng đoàn xe của ông Nguyễn Lương Bằng đại diện cho mặt trận Việt Minh cùng xuất phát từ Hà Nội có sứ mệnh vào Huế tiếp nhận sự đầu hàng của Bảo Đại. Chả là chàng trai Nguyễn Hanh khi đó mới 22 tuổi, được chọn trong đội hình thanh niên Thành Hoàng Diệu có vinh dự được tháp tùng đoàn. Ngày 30 tháng 8, đoàn mới vào đến Huế, đành một nhẽ đường xá thời đó xấu, nhưng làm chi mất đến 5 ngày mới vô được Huế. Hóa ra là cả phái đoàn liên tục dừng lại dọc đường, ngày cũng như đêm để gặp gỡ nói chuyện với đồng bào, chặn đón ủy lão đoàn ở các địa phương dọc đường. Người ta khênh cả kiệu bát, cống kiệu Long Đình, bày hương án, giăng cờ đại, cờ đuôi nheo, chỉ dùng trong các dịp lễ trọng để chào mừng đại diện của Việt Minh. Túi đựng kim cương. Trong suốt cuộc gặp, tôi để ý có hai việc mà cụ Hanh thường nhắc đi nhắc lại. Đó là chi tiết khi đưa tay đỡ cái ấn hoàng đế chi bảo bằng vàng đúc do ông Trần Huy Liệu đưa cho, anh tự vệ thành Hoàng Diệu. Nguyễn Hanh cứ tưởng nó nhẹ nên đón lấy bằng động thái nhẹ nhàng làm suýt rơi ấn. Một vật nữa tượng trưng cho quyền lực Nam Triều là chiếc kiếm. Cũng tưởng nó nặng, hóa ra nhẹ hiều. Bao kiếm đã rỗ rỉ nhiều chỗ. Chi tiết thứ hai là cái túi đựng kim cương của mẹ mình, bà Nguyễn Thị Năm. Cái túi ấy, trước khi đám tự vệ cùng đội cải cách súng ống hùng hổ xông vào nhà, điệu bà đi với tội danh tư sản địa chủ cường hào gian ác. Bà Năm dường như đã tiên liệu được điều gì. Bà nhanh tay quẳng cho cô con dâu cái túi đựng những kim cương hộp xoàn gì đó mà con dâu không rành, chỉ biết nó khá nặng, trĩu cả tay. Sau gần 3 tháng, ngày cũng như đêm, liên miên đấu tố, bà Năm luôn bị cách ly với gia đình nên không kịp biết chỉ mấy ngày sau khi bà bị bắt. Trong một đợt khám xét săm soi hang cùng ngõ hẻm khắp nhà cửa sân vườn, đội cải cách đã phát hiện ra cái túi kim cương ấy và ra lệnh tịch thu. Tịch thu nhưng không hề có biên bản, giấy biên nhận mà là thu trắng tài sản của bọn tư sản địa chủ cường hào gian ác. Cô con dâu điếng người. Bà con dâu khi ấy còn trẻ nhưng cũng đủ biết những vật trong cái túi gấm kia còn giá trị hơn cả vàng. Nhưng hình như cái thời ấy, cái đau mất người cùng những tan đàn xẻ nghé nó đau đớn khủng khiếp hơn cái mất mát tài sản. Thời điểm ấy, Nguyễn Hanh đang ở Nam Ninh, Trung Quốc. Liên miên những tháng ngày, hăng say tiếp thụ kiến thức rèn cán chính quân để sau này về truyền thụ lại cho đơn vị bộ đội của mình. Tin tức về một cuộc cải cách long trời lở đất cũng sang được bên đó, nhưng tuyền một thông tin dân phấn khởi đang vùng lên đánh đổ địa chủ, ác bá, người cày có ruộng. Nguyễn Hanh không một chút mơ hồ nghi ngại. Một ngày tháng 6 năm 1953, Nguyễn Hanh được chỉ thị về nước có lệnh gấp. Chẳng cần phải khi cánh cổng trại cải tạo, tuyên quang, dang rộng và mình được điệu cổ vào. Nguyễn Hanh mới biết mình đang lâm nạn, mà thái độ thù địch của những người dẫn anh đi khi qua biên giới đã báo trước cho Nguyễn Hanh những sự dữ, những ánh mắt như tóe lửa khi hướng về anh, cả những lời phũ phàng bật ra ở địa điểm đón đầu tiên, con cái bọn bóc lột, cường hào ác bá. Cái điều Nguyễn Hanh không ngờ, không biết khi đó mẹ mình đã bị bắn. Cho mãi sau này trong một đợt tiếp tế thăm nuôi, vợ anh mới hé cho tin ấy. Cho mãi mùa đông năm 1956, trong căn lều tuần toàn dành cho con cái cường hào ác bá ở Đồng Bẩm, cách cái nền khu biệt thự từng đập vụn thời điểm tiêu thổ kháng chiến không xa. Và ngoài kia là ràn ràn tứ bề gió lạnh. Nguyễn Hanh, thân hình còm nhom tật bệnh, qua câu chuyện ngập trong nước mắt của vợ, ông dần dà tường hết mọi việc xảy ra trong những ngày khốn khổ ấy. Chi tiết cái túi vợ ông có kể, nhưng Nguyễn Hanh đã quên bắn ngay sau đó. Tinh mơ hôm sau, ông lựa lúc vắng người theo hướng chỉ của vợ ông ra gục khóc trên mộ mẹ. Lúc này cỏ dại đã mọc dày nhưng không dám xới xáo gì. Những năm cuối 50, khi những cuồng phong của những đợt cải cách ruộng đất đã bớt thôi gào thét, cả nhà ông, con trai, con dâu và cháu nội của bà Cát Hanh Long mang cái án con cháu của kẻ tư sản cường hào gian ác bị cách mạng xử tử tìm đường về Hà Nội. Nói về cũng chẳng phải, hay đi tiếp Hà Nội hay Hải Phòng, quê đâu, nhà cửa đâu. May mà sau những ngày ra trại gặp đợt sửa sai, ông Hanh được bạn bè, người quen giúp cho, xin được một chân trong văn phòng Tì Kiến Trúc Thái Nguyên. Khi giặc về Hà Nội, lại cũng được người quen xin vào làm ở một xí nghiệp dược phẩm. Bà vợ cũng may xin được một chỗ làm dạy ở một trường tiểu học. Cái đoạn khốn khó nhất là phải tìm lấy một chỗ ở. Trong lúc hoạn nạn, nhiều bạn bè đã giang tay ra, nhưng ở nhờ mãi sao tiện. Mất hơn 3 năm, lúc ở nhờ, lúc ở thuê. Thuê cả nhà ông Hanh mới dạt vào một góc ở 117 Hàng Bạc. Còn tiếp, Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 2. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyện về bà Nguyễn Thị Năm, người phụ nữ yêu nước bị bắn chết oan nghiệt trong cải cách ruộng đất, tác giả Xuân Ba, do Ý Nhi, Thời báo.de trình bày. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào bản tin lần tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào tạm biệt.